nào là một người đàn ông có cốt cách chân chính, đúng nghĩa? Nam giới sở dĩ được gọi là đàn ông là đấng nam nhi chính là vì có cốt cách đàn ông. Thế nào là một người đàn ông chân chính đúng nghĩa? Đó là bất kể ở nơi nào, bất kể địa vị thấp kém thế nào, khi những trắc trở và những việc không như ý ập đến, họ sẽ không bao giờ chịu khuất phục trước thất bại, không sợ hãi kiếp nạn, luôn dũng cảm thản nhiên mà đối diện. Đây chính là cốt cách đàn ông. Cốt cách đàn ông không giống như cành liễu mềm mại, mà phải như cây tùng thẳng tắp vươn mình trên vách núi hiểm trở. Cốt cách không tồn tại ở bên dòng suối nhỏ trong vắt tĩnh lặng, cũng không tồn tại trong cái ổ ấm áp dễ chịu, mà phải được ẩn chứa trong biển cả mênh mông gào thét, và ẩn chứa trong bầu không thăm thẳm ngửa mặt vẫy vùng. Cốt cách là cột sống của người đàn ông, là một loại khoan dung sau khi đã trải qua bao cuộc bể dâu, là một loại trầm tích lắng đọng sinh mệnh, là một loại chính nghĩa, một loại chắc việt, chính trực, lành mạnh. Đàn ông không thể không có cốt cách. Đàn ông có thể không có phong độ, nhưng không thể không có cốt cách. Người không có cốt cách, khi cuồng phong hoành hành thì sẽ cam lòng bỏ lê dưới đất. Người có cốt cách tuy nhất thời gục ngã, nhưng lại có thể đứng dậy là một đấng nam nhi chân chính trên đời. Đàn ông có thể không có tiền tài, nhưng không thể không có cốt cách. Người có cốt cách dẫu không đủ tiện nghi vật chất, nhưng phải sống tự nhiên thoát tục. Người có cốt cách có thể sống gian nan, nhưng phải sống khẳng khái. Cốt cách này thể hiện khí phách, thể hiện sự cương nghị bền lòng. Muôn vàn khổ nạn cũng không lay chuyển nổi. Cốt cách chính là khí khái cương trực, là phong độ và khí chất ngoan cường. Đó chính là vẻ đẹp của người đàn ông chân chính. Cốt cách đàn ông như ngọc sáng. Cốt cách của đàn ông như núi. Lý trí trầm tĩnh, sẵn sàng gánh vác trách nhiệm. Điều này không trái với tính khí đàn ông, mà là sự kết hợp cao độ các mặt đối lập, là sự kiểm soát bản thân và là trách nhiệm và suy nghĩ cho xã hội, cộng đồng. Cốt cách của đàn ông như ngọc, cương nghị, kiên quyết, trầm tĩnh, chất phác, tao nhã. Không trải qua băng tuyết dập vùi thì không có được cốt cách cao khiết. Không trải qua năm tháng mài giũa thì không có được sự phong nhã thanh tao. Ngọc bất trác bất thành, đàn ông không trải qua tôi rèn nóng lạnh, không bảy nồi ba chìm trong cuộc sống thì chưa thể trở thành người đàn ông chân chính. Đức người quân tử như ngọc, không cốt cách chẳng thể lập thân, chẳng thể thành người đàn ông đích thực. Cốt cách là báu vật của đàn ông. Cốt cách là cột sống của người đàn ông, là một loại khoan dung sau khi đã trải qua bao cuộc bể dâu, là một loại trầm tích lắng đọng trong sinh mệnh, là một loại chính nghĩa, một loại chắc việt, chính trực, lành mạnh. Cốt cách của đàn ông như đàn có tiếng nhạc, như bếp có ngọn lửa, như đèn có ánh sáng. Cốt cách đàn ông như rượu ngon, càng để lâu càng nồng đượm, nhấp một hớp là hào sảng say mê. Khí chất đàn ông là ý vị thần bí chậm rãi, rung động sợi dây lòng, không thể nào nắm bắt được bởi nó đã ăn sâu vào xương tủy. Khí chất đàn ông là tình vị, là tình ý, là phong thái, là giai điệu từ trong ra ngoài. Đó là thần thái của người phương Đông. Dẫu để nơi sâu thẳm của thời gian cũng không bị thời gian xóa nhòa mà tàn tạ. Đàn ông có cốt cách
như quân tử có ngọc báu. Đàn ông có cốt cách là bậc nam nhi cường tráng, là hào hán nghĩa hiệp, hào hùng. Đàn ông có cốt cách là người thủy thủ gặp sóng to gió lớn mà không lùi bước, là dũng sĩ bốn bề tên bắn như mưa mà không hề run sợ. Đàn ông có cốt cách có bờ vai rộng mở để người ta dựa vào vững chãi. Người đàn ông có cốt cách có tấm lòng khoáng đạt, có thể dung nạp mọi chuyện thế gian, chỉ hành sự dựa theo nguyên tắc, không câu nệ bởi những tiểu tiết, những chuyện vặt vãnh tầm thường. Người đàn ông có cốt cách có tấm lòng khoan dung với người, khoan dung với xã hội, duy nhất chỉ nghiêm khắc với bản thân mình. Họ xử thế bằng tấm lòng nhân đức khoan hòa. Đàn ông cuốn hút chính là nhờ cốt cách. Trong mắt phụ nữ, sức cuốn hút của người đàn ông cốt cách cũng như một phong cảnh núi non xa xa in bóng mặt hồ sáng như gương, là vẻ đẹp của cây cầu đá vững chắc, là sức sống của cây tùng hiên ngang thẳng tắp trong màn sương sớm mai. Vẻ đẹp và sức cuốn hút của người đàn ông chính là sự tỏa sáng của nhân tính, nhân cách, nhân sinh, chính nghĩa, cốt cách, phẩm đức, tài hoa, rộng lượng, khí chất và thành tín. Phẩm đức của đàn ông là thể hiện của tâm hồn, cốt cách của đàn ông là thể hiện của ý chí. Người đàn ông không có cốt cách thì không thể gọi là người đàn ông chân chính. Lý trí và trầm tĩnh, đó chính là phẩm chất mà một người đàn ông ưu tú cần phải có. Phía sau một người đàn ông cốt cách là cả quá trình gian nan cực khổ và tu dưỡng bản thân không ngừng. Một người đàn ông ưu tú chân chính sẽ dùng suy xét để phán đoán, dùng lý trí để quyết định hành động, đồng thời có năng lực siêu cường nắm bắt và ước thúc bản thân. Đó chính là phẩm đức ưu tú dung hợp giữa cốt cách và lý trí mà một người đàn ông chân chính cần phải có. Bỏ qua oán hờn. Một thương gia trong một thị trấn nhỏ nọ có hai người con trai sinh đôi. Hai chàng trai cùng làm việc tại cửa hàng của cha mình. Khi ông qua đời, họ thay ông trông coi cửa hàng đó. Mọi việc đều êm đẹp cho đến một ngày kia, khi một tờ giấy bạc biến mất. Người em đã để tờ giấy bạc đó trên máy đếm tiền rồi đi ra ngoài với khách hàng. Khi anh quay trở lại, tờ bạc đã biến mất. Người em hỏi người anh: "Anh có thấy tờ giấy bạc đâu không?" Người anh đáp: "Không." Tuy thế, người em vẫn không ngừng tìm kiếm và gặn hỏi: "Anh không thể không đụng đến nó. Tờ giấy bạc không thể tự đứng dậy và chạy đi được. Chắc chắn anh phải thấy nó." Sự buộc tội phảng phất trong giọng nói của người em. Căng thẳng bắt đầu tăng lên giữa hai anh em họ. Sự oán giận cũng theo đấy mà len vào. Không lâu sau, một hố ngăn cách gay gắt và sâu thẳm đã chia cách hai chàng trai trẻ. Họ không thèm nói với nhau một lời nào. Cuối cùng, họ quyết định không làm chung với nhau, và một bức tường ngăn cách đã được xây dựng ngay giữa cửa hàng. Sự thù địch và oán giận cũng lớn lên tiếp theo 20 năm sau đó, lan đến cả gia đình của họ. Một ngày nọ, một người đàn ông đỗ xe ngay trước cửa hàng. Ông ta bước vào và hỏi người bán hàng: "Anh đã ở đây bao lâu rồi?" Người bán hàng đáp rằng: "Anh đã ở đây cả cuộc đời." Vị khách nói tiếp: "Tôi phải nói với anh điều này. 20 năm trước, tôi đã đi xe lửa và tạt vào thị trấn này. Lúc đó, tôi đã không ăn gì suốt 3 ngày. Khi tôi đến đây bằng cửa sau và thấy tờ giấy bạc trên máy tính tiền, tôi đã bỏ vào túi mình rồi ra ngoài.
Những năm qua, tôi không thể quên điều đó. Tôi biết nó không phải là món tiền lớn, nhưng tôi phải quay lại đây và xin anh thứ lỗi. Người đàn ông lạ mặt ngạc nhiên khi thấy những giọt nước mắt lăn trên má của người bán hàng trạc tuổi trung niên này. Anh ta đề nghị ông có vui lòng sang cửa hàng kế bên và kể lại câu chuyện này cho người đàn ông trong cửa hàng đó được không? Rồi người đàn ông lạ càng ngạc nhiên hơn khi thấy hai người đàn ông trung niên trông giống nhau ôm nhau khóc ngay trước cửa hàng. Sau 20 năm, rạn nứt giữa họ đã được hàn gắn. Bức tường thù hận chia cắt hai anh em họ đã được đập bỏ. Trong cuộc sống, có những điều nhỏ nhặt vẫn thường xảy ra và vô tình chia cắt con người với nhau. Những lời nói vội vàng không suy nghĩ, những lời chỉ trích buộc tội hay những lời trách cứ oán hờn. Và khi đã bị chia cắt, họ có thể không bao giờ quay lại với nhau được nữa. Phương cách tốt nhất để tránh những tình huống gây tổn thương này là bỏ qua những lỗi lầm nhỏ của nhau. Điều này không dễ dàng, nhưng cũng chẳng phải là quá khó khăn. Bỏ đi những bực dọc, rồi bạn có thể sẽ ngạc nhiên khi thấy mình chẳng mất bao nhiêu năng lượng để xây dựng sự gắn bó với những người bạn yêu mến.